chứ nó bỏ đâu rồi, đi chăn bò mà để bỏ đâu mất. Ăn củi đã xong đi tìm bò. Vừa ăn vừa đi tìm bò. Không bắt được đâu. Quên bắt. Đi ra đâu, chạy ra đây. Vớt rác nhặt củi đi. Củi rác? Vớt đi. Em đố. Rảnh, đốt rảnh, không chứ. Ngáo anh ngờ. Go lên, go lên. Yeah, ta là người đúng rồi, tao bảo nhặt cho mẹ. Này. Đái đâu cũng được không? Đái ở cấu. Chia ra chỗ gốc cây kìa, cây xoan kìa. Ừ. Kéo bớt quần. Ôi giời. Sao con phải vén đấy ra chứ?
Nhảy đi. Biến thành cả nhà luôn rồi. Quá cháy rồi. Không, đứng cho. Cho củi vào, nhặt củi vào. Đi nhặt con bò cho nó cháy. Vi vu luôn. Nhấc cả cái cụm này vào. Đi ra nhanh luôn. Quay nó vào mặt bây giờ. Ôi trời, đúng chất siêu nhân dạng luôn. Đi lớn củ cùng siêu nhân dạng. Chân nhân nhạn vứt vào đây, vứt vào đúng rồi. Ôi kiến nhanh lên, lốt đi. Nó cho cắn để xong rồi lớn thịt đi. Theo kiến đấy. Đẹp cho. Không có chạy ra xe được. Ừ. Đi từ từ không ngã đây. Ừ. Dập mày mà không động vào thì nó đã cháy rồi. Đã thì dập mày cứ để yên nó cháy. Nóng rồi một lúc nữa nó mát thở, có gió rồi. Con uống sữa. Lấy sữa không được không? Ừ. Đây là chùm mafia. Quá nguy hiểm, một tên trộm này. Đây là trộm á? Ai vẫn nhầm, tên mafia cầm đầu mang ngang. Chuyên đi hót phân bò. À khô rồi ạ, à. Ok. Nhanh lên, đi lên cái gì? Nhanh lên. Ua, cháy to quá. Bỏ lá răng, nó gió nó bay vào là cháy. Ua, cháy to quá trời ơi.
Hello siêu nhân nhạy. Vào đây. Đây. Lòng quá, con lòng quá. Cho tí rồi hết lòng quá này. Uống chưa? Đây con ra lấy sữa. Ừ. Anh ta mẹ lấy sữa cho cả. Con nào bắt con gà mang xuống đây quay. Ô, gió mát quá trời. Thì Diệp đang miêu tả vụ lổ trứng của bà Tân. Lổ như nào? Vụ hot như thế mà. Nhìn biết không? Chị bị nó sắt cái quá. Đi. Chị tay tay đúng rồi thì sẽ chả biết cái gì lớn người ta ngon ngay mà đen tay rồi đây là cái gì đây là cái gì bố ơi bố ta đi bố bố ơi nha bố ơi đang quay chỗ này. Đi chân nước cho bác. Đó rồi, bỏ dép ra. Bỏ dép ra đi. Bỏ dép con. Tại cả cái dép. Bò đâu rồi, đi chăn bò mà bò đâu rồi. Bà cơ cơ. Lâu. Đâu? Đeo dép vào ông nhắm vào gai đấy. Thì sẽ phát lại bài đi chân bò này. Nó mũi này.
không có bộ gan lỗ. Bộ cả dài này nữa. Và lỗ siêu nhân thì nó mát rồi. Đeo dép vào nhanh. Đeo dép vào không cho đi về bây giờ. Không bắt đi về bây giờ. Ui xa. Anh đứng lại con. Không gì. Đứng lại nó bị sướng. Đang lướng hết củ hay lên. Kia là mấy củ kia cờ hết than nó lên. Mấy củ bên dưới cờ. Nhớ là nhà lại tối điện. Quên bắt. Đi ra đâu, chạy ra đây. Này. Ta bảo hết đi. Đây là đàn ngựa bạch. Ngựa bạch á? Ừ. Cái con thứ nhất kia nó kia khui này. Đấy không phải ngựa bạch, hai con đằng sau là ngựa bạch. Con đằng con ngựa bạch đằng kia kìa. Đúng rồi. Đúng. Hai con ngựa bạch đi vào đi, chán thế. Thôi bà. À đi đuổi bò. Nhìn xem. Con bò kia nó đi đâu ấy nhỉ? À ông chắc để ông đi cỗ. Ngựa bạch. Chào chị, chào chị. Để quay video đang. Đi đi nhanh lên. Ai chưa? Chưa hả? Quá là đam mê hả? Đi. Tụi em mới đó nhỉ? Ừ.
chim thì để ông anh cho. Cắt liềm nó dễ hơn đấy nhé. Nhảy xuống bơi đi. Rồi, bắt đầu. Quay kiểu lá hơn à. Mình xin sao lấy được một cái đang mọc con á. Lại hơi gian nan. Lét thì cả nó lét nhờ. Không để ý. Cái dài này. Mấy cái bé kia. Chị biết ơi cái dài này. Mang này. Đựng nó lon là xanh lắm. Để chị xem sao chị được xử lý đi. Thôi. Em bảo cái kỹ năng của nó là xanh. Nếu không phải là chị biết nhau là xanh lắm. Quay cả xíu luôn. Lớn thì còn có mà đến còn cái lịp. Đây nè, sao anh không lấy nè. Nó đầy kiến ấy. Ra cắt đâu. Cắt lông rồi. Nó đã cứng. Dưới sát quá động rồi.
Đi ra. Quá nhiều rồi. Nhiều muỗi lắm, cho cái chỗ đấy dừng đầu lắm, muỗi nhiều thế. Cái kia to nha. À. Ok, phắn đây. Bé thấy ở nhà còn hơn. Ở nhà còn ít muỗi hơn. Ôi, muỗi đầy trơn. Đâu có cái chỗ nào đâu. Chưa kìa. Wow, cái mắt đi. Đến đi là không nhiều ra các bạn ơi. Có to quá nhưng mà nhiều gai. Bây giờ phải xử lý thế nào, các bạn hãy comment cho mình biết nhé. Đây, chị Tùng đi lên. Hả? Hai chị đi tầm 5 nhé. Ai à? Anh. Cắt từ trên đấy. Buôn thuyền. Anh có cái đó thích là 4 nhưng mà mang lắm đấy. Không có ai lấy. Tâm đang xuống. Ở bên đây mấy cậu đồng á? Đồng. Cậu đồng đi sang con đường sang. Đang ạ. Đây là cháu của tí hon. Đấy là dưa hấu. Không có bao gì à? Cái gì đấy đây? Rồi chị lên trên kia nữa. Hôm qua. Chỗ này hôm qua đột kích rồi. Đây. Các thì lên trên ấy, chỗ đấy nó hay củ cứng, phải chỗ thẳng thẳng ấy, nó không bị cứng. Đấy, trên nữa, tí nữa. Dinh dưỡng khác. Ừ, khó này. Đây là một cặp. Nên lấy nhiều thế ạ? Thế ạ? Thế mai sao làm không nhỉ? Đâu đã nhìn mệt rồi mới sao
Nhìn bé nhưng không bé đâu. Có đây không? Đây nào. Nó cứng nhưng mà có nhất định là phải cắt lên. Cắt lên trên ấy, nó đỡ cứng. Cái đấy nó cỏ củ dưới rồi, cái măng này nó còi. Ừ. Ừ. Bên kia xanh nhiều lắm. Đây, đây. Thu hoạch được khá khớ. Rồi đang đổ.
đây cá rồi. À, giúp em miệng hớt cá. Cảm ơn. Anh gào ấy, cũng là vô định hay sao? Quẩy phép ý đây. Anh Đức ơi. Nhưng mới chắc là bố. Anh Đức ơi.